nay mình ăn cá lóc cuốn bánh tráng. Mời cô chú các bạn ăn cùng với mình nha. Đây mình xè đựng cá lóc cả nhà ơi, cá lóc được 1 tí mấy nè cả nhà. Bữa nay mình gói bánh tráng cho gia đình mình ăn nha. Đây là con mình nghe nha, nó đòi ăn bánh tráng nữa nè. Đó. Chào cô chú rồi con. Mời cô chú nha, nếu mà có hai cô chú nhớ đăng ký cho mình một like và chia sẻ nha. Không biết cái này là gì luôn, bánh tráng mà mình là gói cái nó tàn héo luôn rồi nè. Vô quậy rồi kìa. Nhiều chuyện kìa. Con mời cô chú miếng bánh tráng coi. Nè, ăn miếng bánh tráng với con. Nói. Kêu cô chú ăn miếng bánh tráng, con ăn trước nè hả? Quá quậy rồi. Kè chào đi con, chào đi kè. Nó con mệt cô chú mới mất chán rồi. Ăn cốp luôn. Bánh chán này nó mỏng, cô chú để ít nước thôi. Mà con chú thêm miếng nữa. Mà cô chú miếng vô leo nha. Thôi bây giờ mình quay cũng ngắn gọn rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình cũng tới đây đó Ngân nha. Cả nhà có lướt qua nhớ đăng ký và ủng hộ và chia sẻ cho mình nghe cả nhà. Bye cả nhà ơi. Bye bye. Bye bye cô chú các bạn nha. Hẹn gặp lại video sau.